Bủ Sơn Tự, chùa Đất Sét. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, sách lập kỷ lục Bủ Sơn Tự, chùa Đất Sét, tháp Đa Bảo và bảo tòa Liên Hoa bằng đất sét lớn nhất. Đây chánh điện chùa Phật nằm rất cổ kính. Trời đang mưa lớn.
chùa Chán Kiểu nè. Chùa Chán Kiểu Sóc Trăng. Móc túi, bà con cần nâng cao cảnh giác. Thủ đoạn hoạt động của các tội phạm cướp giật, các đối tượng thường điều khiển xe phân khối lớn và chạy trên các tuyến đường quanh nội ô hoặc trên các tuyến đường đông người để quan sát. Khi phát hiện bị hại có đeo đi tiền vàng hoặc đeo túi xách sơ hở, các đối tượng sẽ bám theo và chọn những đoạn hình giống thuận tiện. Các đối tượng sẽ ra tay cướp giật tài sản và nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Chùa Quan Âm Linh Ứng. Chùa Quan Âm Linh Ứng nè, rất lớn. Đây có tượng Phật nằm, tượng Phật nhập Niết Bàn. Thank you.